Chào quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt ở chùa Giác Nguyên, số 160 Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Duộc, huyện quận Cần Duộc, tỉnh Long An. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ cùng với nhóm đi tới đây, một cái mái ấm thiên thần nho nhỏ ở Long An, tới đây và thăm các bé. Thì bây giờ đoàn của mình đang lấy những các cái hành lý gồm có sữa này, bánh kẹo này, rồi đó. Đó. Đây, sữa tươi tiệt trùng. Mình sẽ một tay cầm máy quay phim, một tay bưng rô á. Đó, đi rô thôi. Đó, tranh thủ phụ quá. Đây ạ. Ở ngôi chùa này các thầy đang xây dựng nên là còn khá là ngổn ngang. Rồi. Đó. Đoàn đang để sữa này, các loại bánh kẹo bim bim để phụ giúp thầy nuôi các bé nhé. Rồi, bác chào thầy. Dạ. Thầy chị ạ. Dạ, bác chào. Chưa mời. Dạ. Rồi, thầy cứ ngồi đi ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Nhóm người Sài Gòn ngày nay của chúng con được biết qua sự giới thiệu của sư cô Nguyễn Thị chùa Pháp Tánh. Ở đây chùa Giác Nguyên của thầy cũng nuôi 21 bé trẻ mồ côi, nên là tụi con cũng đầy đủ duyên lành. Tụi con trước là viếng thăm chùa, hỏi thăm sức khỏe thầy và cũng trao một ít quà cho mấy bé gồm sữa với tả với bánh kẹo vật dụng. Ngoài ra thì đoàn cũng xin kính dường thầy số tiền là 2,7 triệu. Dạ, mô Phật. Thì cũng xin thay mặt bổn tự và các bạn nhỏ, dạ, xin họ nhận cái tận tật và tận tài của các cô, dạ, tâm cũng như được cũng như ủng hộ cho các em, dạ, và xin lấy cái tận tài Phật này để lo cho tâm bảo và lo cho các em, dạ, được nương tựa vào cái máy ấm của chùa Giác Nguyên và đồng nguyện cho toàn thể quý Phật tử trong đoàn của mình được nhiều sức khỏe, dạ, tâm an lạc, gia đình hạnh phúc an vui, dạ, và lúc nào cũng hạnh ngộ thiện duyên, giảng sư trước từ như ý. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Một cô trong đoàn có cúng dường chùa. Địa chỉ ở đây là 160 đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An đó các bạn. Dạ, vâng. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Thầy cho con hỏi chùa mình là xây dựng từ năm nào hoặc có từ năm nào thầy? À, chùa mình thành lập năm 1909. 1909. Cái này là đúng 110 năm. Wow, vậy à, 110 năm. Vậy là thầy là kế lưu vị thứ bao nhiêu ạ? Đời thứ ba. Đời thứ ba ở đây. Dạ. Hồi đó sư ông khai sơn chùa này là một tuổi với bác Hồ, dạ, ông sinh năm 1890. Dạ. Dạ. Lúc ông lập chùa này là lúc ông vừa 20 tuổi. Dạ. Con xin lỗi luôn. Dạ, dạ, đây. Dạ. Đây thì cũng sắp tới cái ngày cúng tổ, giỗ tổ của Hòa Thượng Khai Sơn đó. Dạ. Thì mời quý cô. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ, dạ. Con không dám nói trước nhưng mà để có duyên nha. Nha. Dạ, mô Phật. Đây là thiệp mời ngày đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thầy cho con xin một cái. Đấy, địa chỉ.
trụ trì là tỳ. Tỳ kheo thích quá. Thầy ơi, chữ tỳ kheo nghĩa là gì thầy? Tỳ kheo là đại đức á. Là đại đức á. Đại đức á. À, dạ, dạ. Đại đức á. Cái giới bóng giống như là đại đức rồi, thượng tọa. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Cái này xin quý vị cái lọc nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Rồi, thầy dặn con ngại từ chối lắm thầy ơi. Dạ. Rồi, con cảm ơn thầy nhá. Dạ, dạ. Đây, nay tới được thầy lì xì cho. Dạ, vâng ạ. Dạ, vậy xin phép thầy cho con vô chơi với mấy bé à. Dạ. Đây, em nào cũng có quà nhá. Dạ. À. Rồi đi vô thăm mấy bé. Rồi, đi, dạ, con xin phép thầy ạ. Dạ, xin phép thầy. Anh lấy. Thầy bây giờ mình để mấy bé đấy ăn bánh kẹo với uống sữa được không thầy? À dạ được. Dạ dạ dạ, 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 dạ. Vâng ạ. Có những em nó bị mới bị bệnh thì dạ. Dạ vâng ạ. Dạ dạ, vào đấy con sẽ hỏi thêm. Dạ dạ. Vậy sữa chắc mình mang một thùng thôi. Chị Nga ai mang một thùng sữa thôi. Còn các cái bánh kẹo thì được. Thầy ấy, vậy thì cái điều kiện để các bé mà vào đây là như nào thầy? Dễ nào bất hạnh ở đây thì thầy cô mang được là thầy sẽ giúp đỡ thầy cho dạ dạ. Dạ rồi có. Ta bỏ chùa có rồi thêm chùa phải cho trực tiếp có. Dạ. Nhưng hôm rồi thì có nhận trường hợp bé đó là 9 tuổi là không học hành gì hết. Dạ. Rồi cha mẹ chết hết rồi đem đi chùa gửi thầy thầy nhận để cho nuôi đi học. Vậy ạ. Dạ. Hôm nay học lớp 2 rồi. Oh, 9 tuổi chưa học chữ nào chưa. À, vâng. Cho đi học muộn. Dạ, dạ dạ. Dạ à, năm nay cũng mới nhận một bé nữa. Dạ. Cũng 9 tuổi. Dạ. Dạ vậy là thôi. Dương Mai ẩm là trong hai đứa bé sinh đôi á, tớ chú Dương. Dạ. Hai đứa bé sinh đôi, à. Bà bỏ còn nhỏ. Giờ được ngủ. Ở đâu vậy? Đây à, cơ sở vật chất của chùa vẫn còn đang rất là ngổn ngang đó các bạn. Đây, thầy phải nuôi các bé ở trong đây á. Dạ dạ. À. Hai bé em lại đây coi. Hai bé này sinh đôi à. Nè. À, Tấn Phúc và Tấn Thọ. Dạ. Dạ. Lúc đem lên trên này cho thầy á là hai bé đang bị bệnh nặng. Dạ. Dạ. Ờ đây. Đó cũng ra cái đó ngồi cái nhà đó ngoài xe. Dạ xe lấy trong cái bình đồ ăn đó mai đưa đây cho nhà ổng đi. Hồi nãy là em đem hết luôn rồi đó. Chỗ rồi vô cô. Để em vô rồi. Rồi vô xong rồi. Dạ đừng cho mấy em ăn bánh đẩy mấy em ăn ho hết trời luôn. Bé nào ho gì? Vâng. Dạ. Rồi các con uống sữa nhá. Khi nào hết bệnh thì Hết bệnh bây giờ thì cũng cho bác. Nhìn gì dữ vậy con? Nè. Ừ. 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 Ừ
Đây các cái khu vực này là các cái trẻ mồ côi. Thấy ở bên đây bé mà lớn tuổi nhất là mấy tuổi rồi thầy? À đây có mấy chú tiểu thì 14, 15 tuổi. Dạ. À, bé nhỏ nhất thì hơn 4 tháng. Dạ. Cái bé khoảng 3 tuổi rưỡi tới 4 tuổi rưỡi là 8 bé. Dạ. Bé từ 9 tới 11 tuổi là 6 bé. Dạ. Còn lại là 12, 13 tuổi, 10 tới 15 tuổi. Dạ. Bé hơn 4 tháng cơ. Dạ. Hơn 4 tháng. Nhỏ vậy bỏ vậy cái này. Lúc là đem cho thầy là được 56 ngày. Dạ. Cho thì nuôi. Dạ. Tại vì trường hợp này gia đình ba bé là lòng chính là bị tai nạn giao thông. Vâng. Là mẹ gia đình mẹ thì mới 26 tuổi thì có 4 người con. Vậy rồi. À, nhà thì nghèo lắm, làm bữa nào ăn bữa đó. Thành ra đem vô cho thầy nuôi. Dạ. Không khả năng nuôi. Không khả năng nuôi. À, cha bị tai nạn. Sinh đôi hả thầy, cặp sinh đôi không? À, thì sinh đôi thành ra không có. Đa phần là mấy bé gì đây là bị còn cảm bất hạnh. Dạ. Như bé ở đang đúng đó, không có lỗi cha mẹ đâu. Dạ. Còn cái đi cũng là cô vẫn như con số. Cái số từ sáng tới tối. Dạ. Khô nó biết bỏ vô chùa khô. Dạ. Dạ. Vậy ạ. Còn bé thế mà cha mẹ đã mất rồi. 9 tuổi cha mẹ cho mất rồi, mẹ đem cho rồi bên kia bên rồi. Dạ. Thì cho đi học lớp 1 hôm nay lên lớp 2. Ồ dạ. À, có bé này thì bỏ lúc 3 ngày. Dạ. Cái sinh nghèo lúc đó gì mà thân sao. Ờ, dạ. Bé Thâm cũng bỏ 3 ngày. Dạ. Rồi con bé kia thì tuần lễ. Dạ. Thầy nuôi các bé này có gặp khó khăn gì không thầy? Cũng khó khăn. Mình ở đây thì nói chung là mình cũng ít người biết đó. Dạ. Cái điều kiện kinh tế mình là từ tốt hết. Mình có gì thì mình có chăm sóc hết cái năng. Dạ. Thì thường là vì tụi con ở thành phố nên là những nơi như này cũng phải có người giới thiệu con mới biết được. Ví dụ như con đi những nơi như ví dụ chùa Kỳ Quang Gò Vấp ấy là ở đấy rất nổi tiếng, nhiều người biết tới nên là ai cũng tới đó hết. Nên là những cái nơi như này thực ra cách thành phố trường khoảng 1 giờ chạy xe thôi, nhưng mà không có người giới thiệu thì như bọn con cũng không có tìm được. Thì nói chung ai có đến mà biết. Vâng, thì con hy vọng là sau khi mà đi này rồi về rồi quay clip này lên thì con sẽ để cái địa chỉ của chỗ thầy để nhiều những các cái cô chú hay những người có lòng họ biết đến cái địa chỉ này để họ tự có thể tới thăm để trao cái tình thương cũng như là phụ thầy một tay để giúp nuôi dưỡng các bé. Dạ. Dạ, ở đây là đang xây lại chánh điện. Dạ. Công trình này là của cái chánh điện của chùa. Dạ. Dạ, được hơn 4 tháng rồi. À, 4 tháng là nó biết lạc hết rồi. Ở đây là đây các bé ăn bánh mì. Chào con. Ở đây có mấy có bao nhiêu cô chăm sóc con bé này cô? Bốn cô ạ. Dạ. Bốn cô là hai cô ca ngày hai cô ca đêm hả cô? Vâng. Là một cháu đó em mấy em lớn. Một mình em là bế mai tay hai em. Trời ơi sao giỏi dữ vậy. Mới có 4 tháng à. 4 tháng vậy. Thù quá. Ồ.
đây là các sư cô. Ở cô. Vâng. Thầy ơi, thầy cho con gửi cho mấy cô làm công quả. Dạ vâng. Rồi để tiếp sức các cô. Vâng, mấy cô làm công quả thì con cảm ơn thầy ạ. Dạ dạ. Đây, các bé ăn bánh uống sữa. Vâng, gửi thầy ạ. Gửi thầy. Con ơi, con có chưa con trai? Con có bánh trai. Bạn nào chưa có bánh có sữa nào? Không uống sữa. Ăn bánh hả? Uống được hả? Không biết này con. Ăn sữa. Ngon quá. Rồi, cảm ơn con. Bạn chơi cho các bé đó các bạn. Đây có 21 bé. Ờ rồi rồi được rồi, không sao. Bé ngồi đi. Dạ, ok con ạ. Dạ. À, dạ thôi con ngồi đây được rồi ạ. Bạn à, cứ ngồi đi ạ. Ngồi đi ạ. Đâu có cửa, bé đâu biết nút. Chị Nga này không có kinh nghiệm chứ. Dạ, không, tại vì em Con năm nay mấy tuổi? 11 tuổi. Con vào đây từ khi nào? Từ năm lớp 1. À. Năm nay con 11 tuổi. Là con vào lớp 1 là con 7 tuổi, 4 năm rồi. Thế con biết ba má con là ai không? Con biết. Trời, em biết lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Bốn năm đi mấy năm? Con có nha. Ờ. Con biết má ba má con là ai không? Là nghe chú hỏi trả lời. À con. Dạ không biết, nó không biết. Con không biết à? À. Rồi, hỏi bạn này nhá. Đây hai bạn này là bạn trai hay bạn gái? Trai. Hai bạn trai. Ờ, nhưng mà tóc dài đẹp thế. À. Là trai hết. À có bạn này là gái không? Bạn này là gái. À bạn này là gái. À. Dạ. À đây cũng là bạn gái nốt. À. Con năm nay mấy tuổi? Con 11 tuổi. À, con tên gì? Con tên Đạt. Con tên Đạt. Con học lớp mấy rồi? Lớp 4 rồi. À, lớp 4 là học phép nhân rồi đúng không? Đúng không con? Để chú thử hỏi xem là phép nhân cho con trả lời được không nhá. 4 nhân 5 bằng bao nhiêu? 4 nhân 5 20. À rồi quá giỏi. Rồi bây giờ
11 nhân 11 bằng bao nhiêu? 11 nhân 11 bằng bao nhiêu con biết đâu? 11 nhân 11 bằng 121. Đó, 12 nhân 12 bằng bao nhiêu? À, nói đúng chú thưởng nào. 12 nhân 12 bằng bao nhiêu? Cố lên. 12 nhân 12 bằng 144. Đó. Rồi, thôi rồi, bây giờ ráng học, thỉnh thoảng học tính nhẩm nữa nhá. Con ăn bánh mì nữa không? Ăn bánh nữa không? Ngán quá. Con uống sữa không? Thế bình thường con đi học là học ở đâu? Con học ở chỗ nào? Học trong chùa luôn à? À, trường gần đây luôn. Thế sau này con lớn con làm gì? Không biết á? À. Con lớn con làm gì? Làm công an. Ờ, thì công an làm việc gì? Công an để làm gì con biết không? Công an làm gì? Bắt cướp. À, rồi bạn này lớn làm công an bắt cướp này. Bạn này là chưa biết làm gì này. Bây giờ hỏi bạn này con lớn con làm gì? Làm siêu nhân. À. Vậy siêu nhân làm việc gì? Siêu nhân cụ thể làm việc gì? Siêu nhân đi cứu người. Đi cứu người. À rồi, bạn này là bắt cướp, còn bạn này cứu người. Còn bạn này làm gì? Con lớn lên con làm gì? Chú nghe chưa rõ nào. Superman. À, Superman. Bạn này làm Superman, bạn kia làm siêu nhân. Còn con làm gì? Con không biết luôn. À. Rồi bạn này làm công an rồi đúng không? Bạn ngồi sau làm gì? Học võ. Học võ để làm gì nữa? Con học võ để làm gì nữa? Để làm sao nhỉ? Để bảo vệ thân mình. À đó, đúng rồi, bạn này nói đúng đấy. Bạn công an này nói là học võ để bảo vệ thân mình, để tự vệ, đúng không? Rồi cứu giúp những người yếu hơn mình. Rồi thôi. À, siêu nhân mạnh bay lên trời. Thế bây giờ con tính làm gì rồi? Con biết con làm gì chưa? Rồi con làm gì? Làm gì? Con làm công ty. À, làm công ty. À, làm công ty. Làm công ty rồi. Làm công ty là công nhân hay là làm gì nào? Hay làm giám đốc? Trưởng phòng đi. Con làm công ty là con làm việc gì ở trong công ty nào? Bây giờ có bảo vệ này, quét rác này. Thôi con cứ suy nghĩ thêm nhá. Học xong suy nghĩ thêm. Rồi, chúc các bạn ngoan học giỏi nhá. Rồi, chào các con. Siêu nhân thì bay bổng ha. Bạn này tên là gì? Bạn này này. Sửu á. Sửu. Rồi. Rồi. Rồi, đoàn mình đi chưa? Chắc dọn qua cái này đi xong rồi. Thu dọn. Rồi, con chào chào các cô, các chú nha. Chào các bé nha. Rồi, bạn này bé khéo quá. Con bảo con lớn con làm gì nhỉ? Dạ, làm bác sĩ. À, làm bác sĩ. À, bác sĩ mà bé người giỏi quá. Bây giờ nghĩ ra rồi đúng không? Nãy chưa biết làm gì, giờ lớn thế làm bác sĩ. À, quá giỏi. Rồi, chào các bạn nhá. Rồi, hẹn gặp lại nhá. Rồi, chào cô nhá. Dạ. Rồi.
Rồi giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đây chùa còn rất là ngổn ngang. Đây các bạn, đây các đang xây chánh điện này. Vâng ạ. Rồi lại gặp nhau ở đây, chào các chị. Rồi giờ chúng ta sẽ lên xe để ra về. Đây xe đây là đoàn làm phim thưa quý vị. Đó. Rồi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip kế tiếp. Em giữ lâu không? Đây là cái cối đá này. Cối xay bột. Dạ dạ. Dạ đúng rồi ạ. Ngày xưa là con có cái cối này. Đây cái này đây chúng ta sẽ bỏ đây xay á. Đó. Cái cối này xay bằng tay đấy. Đấy, cây me. Cảnh quan bên ngoài đây các bạn. Rồi Tuấn Dương sẽ đi ra ngoài để quay cái cổng, quay về bến rác. Đây sẽ lối đi ra ngoài. Đất đây cũng còn rất rộng nữa các bạn. Đất tốt này, cây đu đủ dại này các bạn. Rồi video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Nếu có dịp thì chúng ta hãy ghé thăm. Ở đây là chùa Giác Nguyên, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cần Duộc. Địa chỉ là số 160 đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Rồi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip kế tiếp của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn cũng như là các cái chuyến đi thiện nguyện khắp mọi miền đất nước. Và nếu có dịp mà quý cô chú anh chị về Việt Nam thì hãy liên lạc với Tuấn Dương qua email là đặngtuấnduong@gmail.com. Thôi em lên luôn.